chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin biến động vàng ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Báo Thanh Niên, cập nhật tình hình giá vàng. Bản tin được phát trên thanh niên.vn và kênh youtube Báo Thanh Niên. Quý vị đang theo dõi mục nhịp độ vàng. Thưa quý vị, nếu như hôm qua, ngày 7 tháng 12 năm 2023, giá vàng trong nước có sự ổn định, thì ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12, giá vàng miếng lại quay đầu đi xuống. Tuy nhiên, vàng nhẫn SCC lại tăng lên 62 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó thì giá vàng thế giới lại nhít nhẹ sau phiên hồi phục hôm qua. Theo ghi nhận của báo thiên niên vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 12, giá vàng miếng SCC tại ngân hàng ACB Bank được giảm khoảng 200.000 đồng so với hôm qua, xuống còn mức niêm yết mua vào 73,1 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 74,1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC cũng giảm khi cùng niêm yết ở mức mua vào 73,1 triệu đồng và bán ra cũng ở mức 74,1 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng được SCC giảm xuống còn 1 triệu đồng so với mức 1,3 triệu đồng của hôm qua. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SCC cộng thêm 50.000 đồng khi mua vào 61 triệu đồng và bán ra 62,05 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn SCC cao hơn vàng miếng khi duy trì mức 1,05 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó thì giá vàng thế giới nhích lên 2030,4 đô la Mỹ mỗi ounce, cộng thêm gần 3 đô la Mỹ so với hôm qua. Kim loại quý gia tăng nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu trở lại. Nhiều nhà phân tích có cùng chung nhận định là nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm dù quá trình thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn chưa chấm dứt. Điều này khiến vàng không còn nhiều động lực tăng giá. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị trong năm bầu cử quan trọng của Mỹ sắp tới cùng với việc các ngân hàng trung ương mua vào có thể hỗ trợ vàng vào năm 2024. Thị trường hiện đang chờ bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay, ngày 8 tháng 12. Số liệu này có thể tác động đến xu hướng điều hành lãi suất của Fed tại cuộc họp sắp diễn ra. Hôm đầu tuần này, giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại do điểm tin của nhà đầu tư vào việc hạ lãi suất của Fed. Công cụ FastWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược 62% cơ hội lãi suất giảm vào tháng 3 năm 2024. Nhưng theo một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy lãi suất không thay đổi cho đến ít nhất là tháng 7 năm 2024. Tiếp theo xin mời quý vị đến với mục sóng tỷ giá, nơi ghi nhận những biến động về tỷ giá ngoại tệ trong những giờ qua. Thưa quý vị, giá đô la Mỹ ở ngân hàng biến động trái chiều, trong khi các điểm thu đổi ngoại tệ tiếp tục tăng giá bán. Theo ghi nhận của báo Thanh niên, sáng ngày 8 tháng 12, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Vietcombank giảm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 24.060 đồng, bán ra 24.430 đồng. Ngược lại, Eximbank tăng thêm 10 đồng, đưa giá mua lên 24.050 đồng, bán ra 24.440 đồng. Giá đô la Mỹ tự do tiếp tục tăng khi được mua vào 24.620 đồng, bán ra 24.700 đồng. Hiện giá đô la Mỹ tự do cao hơn ngân hàng 260 đồng. Trong khi đó thì giá đô la Mỹ quốc tế tiếp tục giảm, chỉ số USD Index xuống 103,58 điểm, thấp hơn hôm qua 0,54 điểm. Số liệu thị trường việc làm đã trở thành tâm điểm của nhà đầu tư trong tuần này khi một loạt số liệu trái chiều được công bố. Hôm qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần được công bố đạt mức thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà kinh tế và số đơn đề nghị tiếp tục trợ cấp thất nghiệp giảm. Báo cáo trước đó của ADP cho thấy, các nhà tuyển dụng trong khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tạo thêm 103.000 việc làm trong tháng 11, giảm so với mức 106.000 của tháng trước, thấp hơn so với mức dự báo 131.000. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng việc làm mới đã giảm 617.000 xuống còn 8,73 triệu trong tháng 10, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Hiện nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Mỹ thông qua bảng lương phi nông nghiệp được công bố trong hôm nay, ngày 8 tháng 12. Các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của quần dow jones kỳ vọng có thêm 190.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn so với tháng trước. Báo cáo có thể sẽ cung cấp manh mối rõ ràng về bức tranh việc làm ở nền kinh tế lớn nhất thế giới và có thể sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo của đồng đô la Mỹ trong những phiên còn lại của năm nay. Nhiều nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, nhưng vẫn không chắc chắn khi nào ngân hàng trung ương có kế hoạch bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này đã phần nào hỗ trợ đồng bạc xanh hồi phục trở lại sau khi đã lao dốc mệnh trước đó. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Biến động vàng cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong nước và quốc tế hay những biến động của thị trường ngoại tệ. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên và bật nút chuông để có thể nhận được thông báo về những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong và ngoài nước mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!